Bên công an mới gọi mày đúng không? Anh quay đâu hả? Nói đâu kể đó. Nếu theo như hồ sơ thì đây là một vụ án giết người hoang loạn. Theo nhận định của chúng tôi thì tất cả những cô gái bị sát hại chỉ do một người làm. Tất cả các nạn nhân đều có một điểm tương đồng với nhau. Sao tao biết được? Tao mà biết, tao đã đi nói với công an rồi, đâu cần phải kiếm. Ủa Tilo, tao tưởng là mày phải cái gì cũng biết và cái gì mà cũng nói chuẩn mà nói đúng. Thì cái gì cũng phải có manh mối, tao nói theo logic chứ bộ. Đâu phải muốn phán là phán. Ủa ơi, logic luôn, thật luôn. Ừ. Mấy thằng á mà không biết gì là mấy thằng hay thích thể hiện lắm, đúng không? Con nè. Đây nè, nè. Cái vụ này đang rất là căng ha. Không có thời gian cho tụi bay ngồi nói mấy cái chuyện này đâu. Ê, tao thấy tụi mình cứ như kiểu là biệt đội phá án ấy nhở? Thì chính xác đó là vậy mà. Nhưng mà dạo này mày nói chuyện hơi giống này đó. Đúng rồi, bớt nói chuyện quầy vốn lại đi ha. Chào mày. Dạ. Tao thấy mày giống thầy lắm mày đó. Thầy? Ý mày là gì? Thầy dùi á. Chỉ mua dùi công kích người khác. Muốn chia rẽ tụi tao hả? Mắc cười quá Tilo ơi. Mày nghĩ tao rảnh tới mức độ đi chia rẽ tụi bay á? Thật chất là mày. Như vậy từ lâu rồi, hiểu chưa? Thôi. Tao xin mấy ba, tao lạy luôn á. Gây hoài à. Tao thấy á, nếu bây giờ như vậy thì mình cần một cái chỗ làm việc để tập trung gì, có máy móc đàng hoàng, không sơ sài như này được. Ý mày là mình phải điều tra một cách chuyên nghiệp á hả? Nên nhớ mình phải là công an nha. Nhưng tụi mình là những đứa nhiều chuyện có tổ chức. Nó đó. Ê, hay là mình có thể nào mở một cái văn phòng nhìn cho nó chuyên nghiệp chút xíu được không mày? Lấy tiền mày nha, chứ tao đâu có tiền. Giờ thì tụi bay đã biết được tác dụng của những người nhiều tiền như tao rồi đúng không? Tilo. Theo như tao thấy thì cái văn phòng của mình nó thiếu nhẹ nhẹ sương sương á Tilo. Thiếu là thiếu gì mày? Thì thiếu. Tao thấy thiếu gì đâu. Văn phòng làm hơn công viên nữa, tụi bay bày quá trời. Mập đinh này. Gãy ghế tao mày. Ôi giời, gãy tao đền nó 10 cái y chang. Thì tao á là mình làm văn phòng thì ít nhất mỗi đứa cũng phải có một cái laptop để làm việc. Nó mới ra dáng đúng không Ken? Hợp lý. Tao màu hồng. Tao màu đen nhé. Tao sao không được. Đâu vậy? Đâu có sẵn cho mấy anh chị à? Đại thiên hạ hả? Chị Lô. Ở đây là anh em chi kỷ không mà, hiểu không? Mày không thể nào nói tụi tao là thiên hạ được. Mà đầu tư cho tụi tao là không bao giờ thiệt. Nó nói đúng đấy. Sau này có nhiều người đến đây thuê bên mình điều tra, rồi ai hưởng? Chắc mình tao. Thằng giàu kêu. Ủa, Ken có tiền đó, sao tụi bay không đòi nó? Ê bạn ơi, tiền đấy là tiền của thiên hạ chứ không phải của mình đâu. Mà thôi, tao thấy tụi bay cũng đòi hỏi quá. Giờ một cái laptop một duy nhất là được rồi. Vậy là vẫn bào luôn. Ừ chứ sao, trời. Ê, nhớ ưu tiên màu hồng nha. Ê, tao thấy cái góc này được rồi. Hay tao mang giường lên đây tao ngủ nha. Tao mang luôn cái tủ quần áo tao lên đây nha. Sẵn tiện có gì á tao đi thay đồ luôn, khỏi phải về nhà đỡ mất công. Được mấy? Dạ, hai ba má. Cái chỗ này cái chỗ làm việc chứ không phải chỗ ngủ, chỗ ăn. Nó nói đúng đó. Tụi bay á được voi đời tiên. Cứ làm tốt đi. Được rồi á thì cái gì anh cũng chiều á. Cả bốn cô gái này đều tham gia một group
Lấy tên hội là cần người nuôi, hứa sẽ ngoan. Biết gốc nào? Sao tao biết được? Tao ngoan mà. Sao biết trong đó người ta không ngoan? Xạo xạo mày. Thằng này đúng tay chân to mà đỏ như trái nho. Nghe là biết liên quan tới Sugar Baby vậy. Thằng này đúng rồi. Chúng tôi đã điều tra kỹ tất cả những cô gái này, sẵn sàng làm Sugar Baby cho những người có nhu cầu, hoặc là tình một đêm, hoặc là cặp bồ với nhau. Vậy là lần này anh muốn tụi tôi giả làm khách để tiếp cận đúng không? Mày hay lắm, nhanh lắm ha. Vì đây là group kín, để trở thành thành viên của group không có đơn giản, phải trải qua xét duyệt rất kỹ. Nhưng nếu đối với những cô gái có nhu cầu kiếm tiền thì chắc sẽ đơn giản hơn. Thôi sao, thua luôn. Không có Sugar Baby nào mà bụng to như tao hết đó. Khó phết nhở. Con gái đối với tao chưa bao giờ khó như thế. Trời, chả có đâu khó gì em nội ảo tưởng. Xàm. Dạy. 3 ly 50 ngàn, móc xỉa. Tụi tao có tiền đó ba, có mày có tiền à. Lại đây. Được bao cà phê. Ba. Gì? Coi nè. Tao bẹo hình bẹo dạng vậy đó cho vừa lòng tụi bay. Dạ nhưng mà ui, tao vừa thấy đường gái nó xấu quả luôn. Mày kỹ thôi, đứt tay thần kinh á. Tao buồn quá. Là sao nè? Đi về đi, ba lấy chổi mày lụa hết giờ đi về. Nè. Gì à? Thấy gai gai, tưởng ngứa. Mày điên quá, tao đang suy nghĩ làm tao tắt cảm xúc cái. Chị lô. Vì tao bón hay gì à? Bớt đi. Tao cũng đang suy nghĩ trong dinh nè. Ây da. Mà mày nhắc chi? Tự nhiên hơi đau thiệt rồi nè. Giật cả mình, mắc gì đập bàn. Đúng như tao suy nghĩ. Hung thủ chắc là một đứa mà bị sốc rất là nặng về tâm lý. Nhưng mà cụ thể nó là cái gì? Là lên nó. Dậy đi chỗ khác chơi đi. Thằng bao quá. Nè nha, bốn nạn nhân đều là người con gái có mái tóc đen, không? Cùng một cân nặng, chiều cao, số đo 3 dòng. Mà đã vậy, trên ngực trái đều có một vết bỏng hình tròn. Vậy là hung thủ phải tính toán và suy nghĩ rất là kỹ về đối tượng. Nhưng mà tại sao nó lại chọn trùng một sai ta? À, tao không biết. Tao tán mà bây giờ. Thằng này ngoài ăn với thu tiền á, mày không biết gì chứ. Tao nghĩ á nha, thằng này phải có thù rất là sâu nặng gì đó với mấy đứa trên đó. Chính xác. Một cái mối thù mà dẫn tới bị tâm lý rất là nặng. Bởi vì nó mới đi tìm, nó giết những con người không cần lý do luôn. Ui, mày đi, tao không
hóa trang thành Sugar Baby. Mày có giả, mày cũng phải gu của nó. Đúng. Quên. Nhưng mà khó khăn của tụi mình bây giờ là làm sao để có con mồi để dụ cọp. Căng nhà. Tụi bay bị điên hả? Đang yên đang lành tự nhiên kêu tao đi làm cái con bé đường vậy là sao? Mày không làm ai làm, mày nghĩ coi. Ở đây ba thằng trai của mình, mẹ con gái à. Nó nè, nó ăn không ngồi rồi đó, sao mày không kêu nó làm? Ta đi ngủ cho lành. Tối ngày ngủ ngủ như con heo. Tao hỏi mày nè cho mày. Gì? Mày có phải đàn ông không? Nói gì á, thục cái cục trỏ vô mỏ mày giờ. Thì không phải đàn ông, thì đi làm Sugar Baby đi. Rồi tụi tao tính. Tụi bay nói chuyện mất cười quá. Tụi bay nhờ giả người ta mà ba thằng bay nói chuyện bằng giọng mẹ không à. Ít nhất phải nói cái gì đó nghe lọt cái lỗ tai tao đi. Biết đâu tao suy nghĩ lại rồi tao làm cho. Chào mày. Mày muốn tụi tao nói chuyện tử tế không? Mày bớt nói lại. Thiệt. Nói chuyện với mấy thằng bay tức quá. Toàn là một đám điếu kiến đất không à. Nè bây giờ mày muốn làm đúng không? Thì ít nhất mày phải có đồ hiệu nè, son nè, phấn, nước hoa, đồ này kia nè, thì mày mới làm được. Tự nhiên cái khơi khơi cái kêu tao làm là làm được chắc. Ê, mấy cái này là hàng limited nè đúng không? Ủa mà sao nó giống như hàng Sài Gòn vậy bạn? Của má tao đó. Mày lấy không? Thôi kệ cũng được. Nhưng mà cái khó là ba thằng bay phải ngoan. Chỉ cần ngoan là chị mày cưng hết.